Khi mà mình chụp bằng bằng OCT thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sử dụng cái sóng ánh sáng để chụp chứ không phải là sử dụng sóng siêu âm, không phải sóng âm như là những cái chẩn đoán hình ảnh trước đây mình được sử dụng. Vì là sóng ánh sáng nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tốc độ đưa dẫn đi và phản lại của sóng ánh sáng nó rất là nhanh, nhanh hơn rất là nhiều lần so với sóng siêu âm, nên người ta sẽ không thể nào mà đo trực tiếp được cái độ phản ánh sáng từ mô trở về để mà có thể so đánh giá được. Chính vì thế nên là người ta cần những cái máy rất là đặc biệt để có thể ghi lại những cái hình ảnh đấy. Ở trong cái chụp ảnh bằng OCT thì người ta sẽ sử dụng cái bước sóng ánh sáng cận hồng ngoại. Với cái chụp phần trước nhãn cầu thì sẽ là bước sóng ánh sáng khoảng độ 840 nanomet, còn phần sau nhãn cầu, thế còn phần trước nhãn cầu thì sẽ dùng những cái sóng dài hơn là khoảng độ 1310, quãng quãng 1300 đến 1320 nanomet để chụp cho cái phần trước nhãn cầu. Thế thì đây là một cái phương pháp chung chung thì sẽ thấy rằng là đây là một cái phương pháp nó không xâm lấn, không bị cái máy chụp mình không phải chạm vào trong mắt, cũng không tiếp xúc và có kết quả rất là nhanh. Ngoài ra thì kết quả nó có thể lưu lại ở trên máy và mình muốn lấy lại, muốn đem ra so sánh nhiều lần, thực hiện chụp nhiều lần đều có thể được thực hiện được. Và cái hình ảnh mình thu được ấy thì nó gần giống như hình ảnh mô bệnh học sống, và nó vì là nó cái tia đi rất là bước sóng rất là cao, thành ra là nó có thể làm cho cái độ phân giải hình ảnh rất là cao. Về mặt nguyên tắc thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà là sóng âm ấy, sóng âm thì đây là nguồn phát sóng âm, sau đấy thì tia sóng âm đi đến chạm vào các tổ chức và nó phản lại và mình ghi lại trực tiếp cái hình ảnh từ nhờ những cái mặt phẳng phân cách này của sóng âm. Nhưng với sóng ánh sáng thì không có khả năng mình nhận được trực tiếp như thế, tại vì nó phản xạ lại nhanh quá, nên người ta sẽ sử dụng người ta chiếu cái sóng ánh sáng vào một cái mặt phẳng gương, và cái mặt phẳng gương này nó sẽ tách ánh sáng ra làm hai chùm, một nửa thì sẽ được chiếu đến cái mặt phẳng gương, gương này người ta gọi là gương tham chiếu, còn một nửa chùm tia đấy sẽ được đi đến cái mô đích, và khi đến mô đích thì cái tia sáng nó sẽ bị phản ngược trở lại. Khi đến mặt phẳng tham chiếu thì tia sáng cũng phản ngược trở lại. Có điều là khi đến cái chênh lệch giữa cái mô đích này này, khi đến mô đích với cả chênh lệch với cả gương tham chiếu, sự chênh lệch đấy người ta sẽ ghi nhận được cái sự khác nhau giữa các mô, các tia sáng phản xạ được nhanh hơn hay là chậm hơn, thì người ta sẽ ghi nhận lại những cái đấy và người ta sẽ xác định được các mặt phẳng phân cách giữa các mô. Thì khi mà khi một chùm tia sáng chiếu đến mô thì nó sẽ có một phần đi xuyên qua này, một phần thì nó phản xạ trở lại và một phần tán xạ thì rất là nhỏ. Cái phần tán xạ đấy người ta không ghi lại được, nhưng cái phần phản xạ trở lại đấy là cái mà quan trọng nhất. Phản xạ được càng nhiều hay là ít thì nó sẽ thể hiện ra cái tính chất của mô đấy là mô có khả năng phản xạ ánh sáng hay là mô để cho ánh sáng xuyên qua. Các mô có ánh sáng xuyên qua nhiều như là thủy dịch hoặc là dịch kính chẳng hạn thì nó sẽ xuyên qua nhiều và cái lượng phản xạ rất là ít. Trong khi đó thì ví dụ như lớp sợi thần kinh võng mạc ấy thì khả năng nó trong suốt, nó óng ánh ạ, thì nó có khả năng phản xạ rất là cao, thì ra cái lượng lượng tia phản xạ lại thì rất là cao. Và người ta ghi nhận xem thứ nhất là cái tốc độ phản xạ là sớm hay muộn, thứ hai là lượng phản xạ nhiều hay ít, để người ta đưa ra được là cái mặt phẳng phân cách nó ở vị trí nào và cái mật độ phản xạ, cái mức độ phản xạ ánh sáng của nó là tính chất của cái khu vực mô đấy là như thế nào, để người ta ghi nhận lại được. Cái hệ thống gương này người ta gọi là cái hệ thống gương Michelson, thì cái hệ thống gương này nó được sử dụng, cái cách chụp này nó không những được sử dụng ở trong nhãn khoa mà còn được sử dụng cả trong rất là nhiều cái chuyên ngành y học khác, như là trong trường hợp là chụp mạch máu rồi can thiệp ở mạch máu. Đầu tiên thì nó lại là ở trong tim mạch cơ, về sau người ta mới bắt đầu ứng dụng cái chụp OCT để ở trong trong nhãn khoa. Và khi mà người ta phải có một cái đầu đọc như này để mà có thể ghi nhận được những cái dấu hiệu của tia sáng phản xạ lại. Thế thì đầu tiên là một chùm tia sáng đi, người ta sẽ ghi nhận lại cái từng cái mặt phẳng phân cách này, nó giống như là cái
cái siêu âm A, các anh các chị hình dung là như thế, và người ta sẽ ghi được là cái từng cái độ phản xạ như thế nào và vị trí phản xạ để người ta có thể đánh giá được từng cái tia đi như thế này. Và khi kết hợp rất là nhiều tia sáng chạy cắt ngang như thế này và người ta sẽ thu lại được một cái hình ảnh của một phần trước hoặc là phần sau nhãn cầu qua cái đường chụp như thế. Tùy theo mức độ phản xạ của từng lớp phân cách thì được diễn giải dưới cái bảng màu như thế này. Nếu mà cái mô mà có khả năng phản xạ cao thì màu thì thường là màu sáng, mà chúng sẽ thấy là màu trắng hoặc là màu đỏ. Đấy là cái khu vực mà cái mô có khả năng phản xạ rất là cao, như là lớp sợi thần kinh hoặc lớp biểu mô sắc tố sẽ phản xạ ánh sáng rất là nhiều. Còn mô mà có khả năng phản xạ trung bình đấy là màu xanh lá. Còn mô có khả năng phản xạ thấp, tức là ánh sáng xuyên ra qua gần hết ý, thì mình sẽ thấy rằng là cái mô đấy thường có màu đen hoặc là màu xanh nước biển, là ở khu vực dưới này. Thế thì tùy theo từng cái vị trí phản xạ cũng như là cái mức độ phản xạ mà người ta đưa được một cái bảng màu, và dựa trên đấy thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được các lớp. Đây là một hình ảnh phân biệt của lớp võng mạc của mình. Mình sẽ thấy rằng là có lớp biểu mô lớp sợi thần kinh này nó có khả năng phản xạ rất là cao, thì thường nó có màu đỏ. Hoặc là lớp biểu mô sắc tố ở dưới này thì cũng có khả năng phản xạ rất là cao, và nó được biểu hiện bằng cái dải màu đỏ như này. Và từng cái lớp này nó sẽ được mức độ phản xạ khác nhau, thì người ta sẽ phân tách được các lớp ở trong võng mạc. Vậy thì sự so sánh giữa OCT với cả khái niệm về sử dụng cái siêu âm, thực ra nó rất là giống nhau, về nguyên lý nó rất là giống nhau, nhưng mà có sự khác nhau về cái thứ nhất là một cái siêu âm thì sử dụng sóng âm, còn OCT thì sử dụng sóng ánh sáng. Tần số của sóng siêu âm là khoảng độ 10 MHz, còn cái tia sáng đi thì đấy là tia sáng cận hồng ngoại, thì có bước sóng là từ 830 đến 810. Đây là cái loại mà để sử dụng cho chụp phần sau nhãn cầu. Cái tốc độ đi của sóng ánh sáng đương nhiên là sẽ nhanh hơn rất nhiều, như ban nãy thì tôi đã nói, nên là mình phải sử dụng cái máy để phân tích, chứ không thể nào mà phân tích đơn thuần là sử dụng siêu âm để phản ngược trở lại. Cái độ phân giải của sóng siêu âm thì sẽ thấp hơn rất là nhiều, thấp hơn rất là nhiều so với cả sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng có thể phân giải từ 1 đến 15 micromet, có nghĩa là hình ảnh rất là nét, rất là chi tiết, đúng không ạ? Trong khi độ phân giải của siêu âm thì chỉ là 150 micromet thôi. Tuy nhiên là sóng âm thì cái góc đánh giá của nó rộng hơn rất là nhiều, mình có thể đánh giá được toàn bộ nhãn cầu, trong khi cái OCT chỉ có góc quan sát rất là hẹp, khoảng độ 6 x 6mm hoặc là có thể rộng hơn một chút, nhưng mà thường là ngắn. Tùy theo từng máy mà nó sẽ có cái độ rộng phân giải, độ rộng mà chụp được khác nhau. Thì từ năm 1996 là khi mà cái máy OCT đầu tiên ra đời, đấy là máy OCT của hãng Katzai, được gọi là máy OCT thế hệ 1, thì cho đến nay thì chúng ta đã có rất rất nhiều cái thế hệ máy ra đời. Cái giai đoạn đầu thì người ta chỉ quét được khoảng 100 cái A-scan, tức là chiếu được khoảng 100 tia sáng đi trong một giây thôi. Thì chính vì thế nên là cái hình ảnh mình thu được thì thường là nó rất là nhiễu, bởi vì bệnh nhân không thể giữ yên mắt được trong thời gian dài như thế, nên là cái hình ảnh rất là nhiễu và nó sẽ không rõ nét. Cho đến năm 2002 thì cái công nghệ về người ta gọi là time domain OCT thì đã giúp cho cái tốc độ quét của nó sẽ tăng lên đến 4 lần, thì gọi được là 400 cái A scan trong một giây. Và cái này thì độ phân giải của khoảng độ 10 micromet, tức là độ phân giải cũng tương đối tốt, nhưng mà vẫn nhìn cái hình nó vẫn chưa phải thực sự nét. Sau đó thì đến năm 2004 thì cái thế hệ máy mới người ta gọi là máy Spectralis, thì người ta gọi là cái máy này thì nó sẽ sử dụng một cái hệ thống người ta gọi là hệ thống quang phổ để lồng vào trong cái máy ảnh chụp. Thực ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái hệ thống cũ ấy, thì người ta chiếu một chùm tia sáng và người ta coi như đấy là một chùm tia tổng thể. Còn với cái hệ thống Spectralis này thì người ta sẽ thấy rằng là tia sáng thì nó gồm có nhiều tia xanh, đỏ, tím, vàng khác nhau, và người ta dựa trên cái đặc điểm đấy thì người ta có thể chụp một cách nhanh hơn. Và dần dần thì người ta đưa đến, cho đến bây giờ thì
cái thế hệ máy mới người ta gọi là cũng là máy Fourier, là cái thế hệ máy 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 mới gần đây nhất, thì người ta cũng cũng vẫn là sử dụng quang phổ thôi, nhưng mà sử dụng với nhiều cách khác nhau để đưa ra làm sao để cho cái bước cái khả năng chụp nó nhanh nhất và cái độ phân giải được cao nhất, để giúp cho mình có thể đưa được những cái hình ảnh nét nhất. Vậy thì sự khác nhau giữa các thế hệ máy nó là cái gì? Nếu như là máy máy time domain đầu tiên, cái máy đầu tiên mà tôi đã nói giới thiệu với các anh các chị, thì với nguồn sáng chiếu đi từ cái nguồn sáng này, khi mà đến gương thì nó sẽ được ánh sáng sẽ bị chia ra làm hai phần, một phần đi để làm đối chứng ấy, một phần chiếu vào gương tham chiếu để làm đối chứng, còn một phần đi đến mục đích. Khi mà cái tia sáng đi đến mục đích thì nó gặp các thành phần, các mặt phẳng phân cách thì nó bị phản ngược trở lại. Còn khi mà cái tia sáng tham chiếu nó đi đến gặp cái gương này, cái gương này nó di động để nó đón được cái tia sáng đến, để cho nó phù hợp trùng với cả cái thời điểm và cái tia sáng đến mục đích gặp nhau. Và khi mà đã chạm được rồi thì cả hai tia bị dội ngược trở lại và đi đến cái đầu đọc này. Với mỗi một cái tia sáng như thế, người ta sẽ ghi được một cái giải ảnh như thế này. Và người ta phải ghi rất nhiều cái giải ảnh. Cứ mỗi một lần chiếu đi, người ta lại ghi một lần. Nên để được một cái đường thẳng theo hình ảnh B-scan ấy ạ, thì các anh các chị sẽ phải chạy rất nhiều lần. Cái tia sáng chạy rất nhiều lần và cái gương này nó phải chạy đi chạy lại rất là nhiều lần. Đây là một hệ thống gương cơ học. Và chính vì thế đấy là làm cho là cái tốc độ chụp nó chậm hẳn lại. Về sau thì người ta mới phân tích ra rằng là cái ánh sáng nó gồm có rất nhiều cái tia sáng xanh đỏ tím vàng ấy, thì vẫn là chùm tia chiếu đi, nhưng mà tia sáng màu đỏ nó sẽ chậm hơn, phản ngược chậm hơn, rồi tia sáng màu xanh nó cũng nhanh hơn. Và sự phân tách giữa các tia màu xanh đỏ tím vàng đấy thì với mỗi một cái người ta sẽ ghi nhận ở một từng một cái thời điểm một của từng cái tia một, và người ta sẽ chiếu lại. Sau khi chiếu lại thì vẫn ở trên cái mặt phẳng tham chiếu cũng được phân tách ra làm tia xanh đỏ tím vàng. Và người ta phân tách ra để mà có thể cùng một lúc, khi một chùm tia chiếu ra thì người ta sẽ chụp được cùng một lúc một giải như này, chứ không phải là từng điểm một như thế như trên cái bảng của cái thời điểm cũ. Và có nghĩa là một chùm tia chiếu ra, người ta chiếu được cả một độ sâu, cả một độ dày của cái võng mạc luôn cùng một lúc. Và đấy là có nghĩa là khi tia sáng đi, sau đấy thì phân tách lại, người ta mới đưa vào quang phổ để mà phân tích ra từng cái điểm một. Thế nhưng mà như thế, và cái thời điểm này thì cái gương này nó được cố định và nó không bị thay đổi, tại vì nó bị đón nhiều tia cùng một lúc với cái tốc độ khác nhau, thành ra người ta phải để gương cố định và người ta phân tích nó dựa vào quang phổ. Và như thế thì tại một thời điểm người ta có thể chụp được cả độ dày của cái võng mạc luôn cùng một lúc. Tuy nhiên là như thế thì vẫn chưa, tức là mỗi một cái tia quay trở lại đón như thế thì lại bị phân tích bởi cái hệ thống quang phổ này, nó cũng bị chậm lại. Thế chính vì thế là người ta mới, thế hệ cuối cùng thì người ta mới thấy rằng là trước khi để cho cái mô đi đến được với đích thì người ta đã phân tích nó thành hệ thống xanh đỏ tím vàng trước rồi, tức là tia sáng chiếu đi đã được phân tích thành các màu khác nhau và để cho từng tia đơn này nó có thể đi đến tia đích được. Và sau đó thì chúng người ta tổng hợp lại. Vì thế nên càng thế hệ sau thì cái hình ảnh nó càng nét. Các anh các chị thấy nó càng nét và càng chi tiết hơn và nhanh hơn. Thế thì về để so sánh về các loại máy thì người ta thấy rằng là cái time domain thì cái gương của nó xoay này, và từng cái điểm một xong quay lại từng lớp của từng khu vực một đã thay theo từng lớp một, và tốc độ thực khoảng 400 A-scan trong một giây, và cái độ phân giải của nó khoảng 20 đến 50 micromet, và cái bước sóng đây là cái bước sóng này thì thường là nó sẽ gần giống nhau. Cái vùng quan sát của nó sẽ khoảng độ 6 mm 6 x 6 đấy ạ. Cái độ sâu của vùng quét tức là từ trước ra sau ấy khoảng độ 1,9 mm. Cái hình ảnh này thì nó sẽ quét được khoảng độ 512 cái A-scan trên một cái bản ghi như thế này. 512 A-scan thì thực ra là so với cái hệ thống của mới này thì nó quét được khoảng độ 1024, tức là gấp đôi. Thì rõ ràng là cái hình ảnh được ghi được nó sẽ nét hơn bởi vì tốc độ nó nhanh hơn. Và cái tốc độ của cái hệ thống sau này thì người ta sẽ thấy là nó cao hơn rất là nhiều, khoảng độ 25.000 đến 70.000 cái
cái scan một giây cơ, thành ra là tốc độ quét rất là cao và cái độ phân giải của nó cũng cao hơn rất nhiều so với phải, tức là khoảng bằng 1 phần 10 so với cái cũ, thành ra là chi tiết nhìn nó cũng nét hơn rất là nhiều. À, đây là cái hai cái một cái hình ảnh do cái SD OCT và cái SS OCT là cái thế hệ cuối cùng đấy ạ. Thì chúng ta có thể thậm chí có thể nhìn thấy được cả những cái thành phần của trong buồng dịch kính như thế này, có thể phát hiện được chi tiết. Và cái sau là cái phần mà của cái máy SS OCT, tức là swab shot đấy ạ, thì các anh các chị sẽ thấy là cái bước sóng của nó rất là dài. Bước sóng dài như thế này thì nó giúp cho mình đâm xuyên, mình có thể nhìn được tận ra phía sau nữa, ra cả vùng hắc mạc nữa. Trong khi cái SD này thì cái bước sóng của nó chỉ là 810 nanomet thôi, nên là mình sẽ không nhìn được rõ chi tiết ở phía sau của cái lớp biểu mô sắc tố. Còn ở đây chúng ta sẽ có thể hết được cả cái bề bề dày của hắc mạc nữa. À, với cái máy SE, cái swab shot thì chúng ta có thể nhìn được cả những cái khoang dịch kính như là ngay phía trước của võng mạc. À, nếu mà trong trường hợp mà ban nãy thì có một cái thành phần, một cái đặc điểm mà tôi có nhắc qua nhân đây, chỉ thực ra là nó rất là phụ thôi, nhưng mà đôi khi nó cũng rất quan trọng để tức là cái độ sâu của cái ảnh mình có thể chụp được. Thông thường cái máy thông thường nó chỉ khoảng độ 1,9 mm thôi, tức là mình sẽ chụp được nông thôi. Và nếu mà mình không không một số trường hợp thì mình sẽ không không chụp được, xin lỗi, một số trường hợp thì mình sẽ chỉ chụp được, nếu mà trong trường hợp mà cận thị nặng quá ấy, thì có thể mình chỉ chụp được vùng gai thị hoặc là chụp được vùng hoàng điểm, tức là độ sâu của nó chỉ chụp được một phần thôi. Nhưng nếu mà với những cái máy swab ấy, nó có khả năng chụp sâu được đến 3 mm, thì mình có thể, kể cả trong trường hợp mà cận thị, tức là độ lồi của võng mạc rất là lớn, thì chúng ta vẫn có thể chụp được cái vùng hoàng điểm với cả vùng gai thị cùng lúc. Thế là đấy là trong một số trường hợp mình rất là ít khi mình phải chú ý đến, nhưng mà đấy cũng là một cái đặc điểm để mình lựa chọn những cái máy OCT nếu mình cần lựa chọn. Thế thì cái việc chụp cái trên màn hình ấy, trên màn hình bản ghi của cái của chụp OCT thì mình có thể lựa chọn được rất là nhiều cái tính năng. Thứ nhất là chọn các đường cắt, đường cắt thẳng hay là đường cắt đồng tâm vòng tròn hoặc là đường cắt vòng tròn. Những cái đường cắt này tùy theo từng trường hợp mà chúng ta quyết định là mình sử dụng cái loại nào. Hoặc là vị trí thì chúng ta cũng thể chọn là ở vùng hoàng điểm hay là vùng đồng thị thần kinh, hoặc là mình có thể di chuyển vào bất cứ cái vùng hắc võng mạc nào mà mình muốn quan sát chi tiết cái khu vực đó. Thế thì nếu mà là một cái đường cắt ngang ấy ạ, đường cắt ngang thì thường người ta sẽ có độ dài nó khoảng cắt khoảng độ 6 mm, và nó có bốn cái đường cắt song song như thế này, là để cho mình có thể nhìn được cái đường cắt cái khu vực mình bị cắt như thế này, để xem là vị trí nó có tổn thương gì không. Mình có thể di chuyển cái đường cắt này theo đến cái vị trí nào mà mình cần để đánh giá, để xem là nó có vấn đề gì xảy ra ở phía dưới không. Cái đường cắt vòng thì thường được sử dụng trong những cái trường hợp ví dụ đánh giá quanh đồng thị thần kinh hoặc là trong quanh vùng hoàng điểm, thì người ta sử dụng cái đường cắt vòng. Hoặc là người ta sử dụng cái đường quét đồng tâm như này. Đường quét đồng tâm này thì thường để giúp cho mình đánh giá cái độ dày của từng khu vực một, để xem là cái độ dày của võng mạc ở vùng đồng thị thần kinh hay là vùng hoàng điểm, xem là cái có sự khác nhau gì giữa các khu vực của các vùng hay không. Thường là được như thế, đánh giá như thế. Người ta cũng có thể là sử dụng cái đường cắt vuông để xem là để đo được kích thước là đường kính của những cái khu vực mà bong bong thanh dịch ấy ạ, thì người ta có thể sử dụng cái đường cắt vuông như này. Các bước chụp thì các anh các chị cũng sẽ được học trên bài thực hành, tức là mình sẽ các kỹ thuật chụp làm thế nào để cho được ảnh nét và chụp như thế nào. Nhưng ở đây thì tôi sẽ nói sơ qua, tức là mình sẽ lấy cái màn hình nó chiếu vào cái bản tiêu ấy, nó chiếu vào vùng mống mắt để sao cho mống mắt nét nhất, và đưa tiêu về phía về trung tâm đồng tử. Sau đấy thì mình focus lại, đẩy và để dịch xuống để vào đến phần đáy mắt, để có thể sử dụng cái chế độ auto focus và đưa cái vuông vào cái vùng mà mình cần chụp. À, cái đấy thì sẽ trên bài bài thực hành các anh chị sẽ được thực hiện nhiều hơn. Thì làm sao để mình đưa được cái ảnh cắt nằm vào trung tâm và click vào cái optimize trước khi chụp. Mình có thể sử dụng chế độ fast track để cho không bị những cái nhiễu. Và
mình cố gắng để lấy cái bản ghi, tức là nó sẽ hiện hiện lên một loạt những cái hình ảnh, và lúc đấy mình cố gắng sử dụng cái là cái ảnh mà không bị đứt đoạn mạch máu. Tức là khi mà đứt đoạn mạch máu tức là nó có bị nhiễu rồi, và cái đoạn là những cái hình ảnh mà không bị mất dữ liệu thì mình lưu lại. Thì thường là nó sẽ đi tia sáng nó sẽ đi theo kiểu như này, cắt ngang như này. Mà chính vì thế nên là khi mà mình đi đến đây, nếu mà mình bệnh nhân đảo mắt một cái nó sẽ bị nhiễu và nó sẽ có một đường vấp ở giờ, trung tâm như này. Và chúng ta đọc kết quả thì đọc khi mà tín hiệu lớn hơn bằng 6, không, nó không có giả tổn thương. Ví dụ như là mình đang máy đang quét mà mình bệnh nhân lại chớp mắt một cái, có nghĩa là nó bị mất tín hiệu một đoạn, sau đấy thì lại mở mắt ra và nó lại quét tiếp, tức là không bị có cái giả tổn thương do chớp mắt hoặc là do đảo mắt. Chúng ta sẽ biểu diễn cái hình ảnh bản ghi ở trên cái thang màu. Cái thang màu đã được mặc định là màu xanh, tức là có 95% bệnh biểu hiện bình thường. Màu vàng là chỉ có 5% là biểu hiện bình thường thôi, màu đỏ thì là 1% bình thường. Tức là cái khả năng màu đỏ thì có nghĩa là khả năng bất thường là rất cao. Ở đây thì một số trường hợp thì màu xám là không có thông tin. Màu xám không có thông tin thì chúng ta có thể gặp ở trong những trường hợp mà, tại vì là cái hệ thống máy này nó sẽ có cái bản phần so sánh với cả người bình thường. Khi mà triển khai cái hệ thống máy đấy, người ta sẽ đến để thực hiện phép đo trên 256. Với cái hệ thống máy Cyrus thì người ta sử dụng trên 256 trường hợp bình thường, và người ta sẽ ghi nhận cái giá trị bình thường đấy và chia theo từng lứa tuổi, và dựa vào cái việc so sánh này, tức là nếu mà màu xanh là 95% bệnh nhân trên từng cùng lứa tuổi đấy sẽ có cái giá trị ở trong khoảng đó. Còn nếu mà màu đỏ thì chỉ có 1% người bình thường có biểu hiện như thế thôi. Thì đấy là cái đặc điểm. Còn nếu mà màu xám có nghĩa là ngoài cái giá trị của cái nhóm mà được ghi nhận như thế, tức là ví dụ như là bệnh nhân cận thị nặng quá trên 8 diop, rồi những trường hợp mà rất là đặc biệt nó không có thông số, hoặc là trẻ em dưới 15 tuổi nó không có thông số ở trên này, nên người ta sẽ ghi là cái đấy là cái màu xám. Việc đánh giá cái OCT, đánh giá bệnh lý của từng cái vùng thì nó sẽ được, thứ nhất là đánh giá được ghi nhận trong từng cái nhóm bệnh nhân một. Thứ nhất là trong cái nhóm bệnh nhân bị bệnh lý dịch kính võng mạc thì chúng ta phải biết được thế nào là bình thường đã, thì người ta sẽ thấy rằng là ở đây sẽ có lớp biểu mô sắc, lớp đầu tiên là lớp giới hạn trong này, màng giới hạn trong. Hiểu cái chỗ này nó bị. Lần lượt từ trong ra thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là cái màng giới hạn trong. Và sau đấy thì đến lớp sợi thần kinh. Sau đấy thì chúng ta sẽ thấy là đến cái lớp này là lớp hạch, tế bào hạch. Rồi đến lớp rối trong, rồi đến lớp nhân trong này, đến lớp rối ngoài và lớp nhân ngoài. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cái màng giới hạn ngoài ở đây, với những cái máy, những cái chi tiết nhỏ. Chúng ta sẽ thấy đây là cái màng giới hạn ngoài. Và cái giải màu đỏ này, đấy là phần ranh giới giữa lớp nhân trong và lớp nhân ngoài ạ. Xin lỗi, lớp là cái nửa trong và nửa ngoài của lớp tế bào cảm thụ ánh sáng, tế bào nón, tế bào que, người ta gọi là lớp SOS junction ấy. Đây là cái phần kết nối ở đấy, và đây là lớp biểu mô sắc tố. Thì nó cũng tương ứng như thế, thì chúng ta sẽ thấy sẽ được sơn đều hóa ở trên cái hình ảnh ở trên này. Không hiểu là mọi người có bị vướng cái không ạ, có nhìn được ảnh không ạ? Nhìn được chị ạ. Tại vì là cái trên màn hình của chị nó cứ bị che mất. Thì mình sẽ sơ đồ hóa cái các lớp của võng mạc bằng cái hình ảnh như này. Đầu tiên là lớp màu nâu sẫm này. Lớp màu nâu sẫm đấy là lớp biểu mô sắc tố này. Và tiếp đến là lớp ESOS này, lớp màng giới hạn ngoài và lớp sợi thần kinh võng mạc.
Ở đây là bốn cái lớp quan trọng nhất, thì tùy từng cái vị trí tổn thương thì mình có thể định 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 hình được là cái bệnh lý ở đâu. Và nó cũng tương ứng như là cái tổn thương ở trên 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 mô bệnh học, rất là giống thôi. Tức là cái hình ảnh của cái trụ OCT mà nếu mà rõ nét thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tương ứng được các lớp của trên trên mô bệnh học. Vậy thì hình ảnh bệnh lý đáy mắt trên OCT thì người ta thường sẽ thấy rằng là mình đánh giá xem là hình ảnh hình dáng của võng mạc có bị biến đổi không, nó bị biến đổi của từng lớp hay là biến đổi toàn bộ bề dày, biến đổi từ phía sau võng mạc hay là biến đổi từ phía trước võng mạc. Ngoài ra người ta chúng ta cũng phải đánh giá xem là nó có bị biến đổi về cấu trúc của võng mạc hay không, như là vị trí của lớp võng mạc bị tổn thương có thêm cấu trúc bất thường nào không, hay là cái mức độ phản xạ của cái tổn thương đấy là tăng phản xạ hay là giảm phản xạ, hay là nó bị là chỉ là bóng phát thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải xem là đánh giá xem là những cái biến đổi về số lượng, như là biến đổi về độ dày, biến đổi về thể tích và tỷ lệ của từng cái này thì chúng ta hay thấy là cái đo độ dày của vùng võng mạc trung tâm để đánh giá trong những trường hợp mà phù hoàng điểm đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy là cần phải đánh giá về thêm về mặt số lượng. Đây là biến đổi độ căng, nó căng hơn nhiều hơn, đây là trong trường hợp mà bệnh võng mạc bị cận thị nặng. Hoặc là những trường hợp mà bị khu hắc mạc thì mình sẽ thấy là võng mạc nó bị lồi hẳn lên, lồi toàn bộ chiều dày chứ không phải từng lớp một. Hoặc là xuất huyết của ở phía sau màng hyaloid thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái màng hyaloid tách lên trước này này. Hoặc là mình sẽ thấy là cái biểu hiện của phù hắc mạc. Phù hắc mạc thì cái độ dày của hắc mạc nó dày lên. Chúng ta cũng phải xác định xem là cái tổn thương nó nằm ở vị trí nào, nó nằm ở phía trước của võng mạc hay là nằm ngay mặt trước của bề mặt của võng mạc, hay là nằm trong võng mạc hoặc là nằm dưới võng mạc. Dưới võng mạc thì mình cũng phải để ý xem là nó nằm dưới lớp sợi thần kinh, lớp thần kinh cảm thụ, hay là dưới biểu mô sắc tố, để đánh giá từ từng vị trí một. Vậy thì cái quy trình đánh giá thì người ta hay xác định đầu tiên là xác định xem lớp biểu mô sắc tố như thế nào. Là lớp đậm nhất ấy ạ, thì người ta sẽ xét xem là tổn thương biểu mô sắc tố có vấn đề gì hay không, có bị tổn thương hay không, có bị đứt đoạn hay không, hay là có những cái tổn thương khác. Sau khi thì phân tích về lớp biểu mô sắc tố thì người ta sẽ phân tích xem là cái tổn thương phần sau của biểu mô sắc tố như nào, sau đấy đến phần trước của biểu mô sắc tố thì có tổn thương gì hay không. Cái tổn thương của biểu mô sắc tố thì nó có mấy cái hình thái như thế này. Thứ nhất là nó không đều, nó không đều đặn vẳng phẳng như là bình thường, nó bị đứt đoạn thành những đoạn, nó gãy đứt đoạn như thế này, hoặc là nó gãy khúc, hoặc là nó bị mất hẳn một đoạn như thế này, mất hẳn một đoạn của biểu mô sắc tố. Biểu mô sắc tố cũng có thể bị ấn lõm hoặc là bị đẩy lồi lên. Đẩy lồi tức là biểu tổn thương nó nằm phía sau, đúng không ạ? Biểu mô sắc tố cũng có thể bị mỏng đi hoặc là nó bị dày lên, thì trong từng trường hợp mà chúng ta sẽ mô tả tổn thương tùy theo những cái đặc điểm đó. Nếu mà ở trước võng mạc ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có các tổn thương thì trước võng mạc như là màng trước võng mạc này, dây chằng dịch kính võng mạc này, co kéo dịch kính võng mạc hoặc là dính trước võng mạc. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái mạch máu ở trước võng mạc ở gai thị. Tổn thương mà ở trước biểu mô sắc tố, tức là trước biểu mô lớp biểu mô sắc tố, thì chúng ta có thể thấy phù võng mạc, phù hoàng điểm, có thể có tân mạch ở trong võng mạc này, có xuất huyết cứng này, có tách lớp, có sẹo hoặc là thoái hóa, tất cả những cái tổn thương ta thường hay mô tả được. Còn sau lớp biểu mô sắc tố, sau lớp biểu mô sắc tố thì chúng ta có thể thấy tân mạch hắc mạc này, có băng biểu mô sắc tố này, có drusen này, có sơ ở dưới võng mạc, sẹo dưới võng mạc hoặc là teo biểu mô sắc tố. Còn ở vùng hoàng điểm thì chúng ta cũng có thể đánh giá xem là có biến đổi về hình dạng của hoàng điểm hay không, như là hoàng điểm có nang hay không, có bị tách lớp vùng hoàng điểm, có lỗ lớp, có giả lỗ hay là lỗ thật. Rồi có biến đổi độ dày như là vùng hoàng điểm bị teo mỏng, toàn bộ võng mạc bị teo mỏng, hay là do dày lên được phù hoặc là giãn nang. Về cái mức độ phản xạ thì chúng ta sẽ có phân theo mấy cách như thế này. Thứ nhất là tăng phản xạ, thứ hai là giảm phản xạ. Nếu mà tăng phản xạ mà ở trước võng mạc thì chúng ta thường thấy là màng trước võng mạc có xuất huyết hoặc xuất tiết bông. Nếu mà ở trong võng mạc thì có xuất tiết cứng, có xuất huyết nằm trong võng mạc thì đấy là tăng phản xạ. Ở lớp sâu của võng mạc thì có thể có nốt ruồi, có drusen, có tân mạch, có tăng phản xạ biểu mô sắc tố. Còn trong phần mà giảm phản xạ tức là
thường là dịch đúng không ạ, cho ánh sáng nó xuyên qua hết đi ạ, thì đấy là mình sẽ thấy là nó biểu hiện của nang, hoặc là bong biểu mô sắc tố. Thực ra lớp sâu thì sinh là bong lớp sợi ở lớp kinh, lớp biểu mô thần kinh thì đúng hơn, chứ còn biểu mô sắc tố thì nó là em lại thấy hơi này. Tức là mình sẽ thấy có dạng nang ở dưới, hoặc là có bóng cản từ dịch kính, bóng cản che phía trước, nó làm cho cái tổn thương xảy ra ở trên trên võng mạc, nhưng thực ra là do phản xạ hết từ phía trước rồi, như là đục thủy thể nó cản trở, hoặc là đục dịch kính ạ, những cái đốm đục dịch kính nó làm cản trở, nó tạo thành những cái bóng cản. Đây là nếu mà theo cái sơ đồ ban nãy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái hình ảnh võng mạc bình thường. Cái này là tăng độ cong trong trường hợp mà cận thị nặng, hoặc lồi lên trong những trường hợp mà u ở phía dưới đúng không ạ? Hoặc là lõm cư trú trong những trường hợp mà những mà võng mạc nó cùng mạc nó bị viêm ạ, nó bị lõm xuống thì toàn bộ võng mạc cũng bị lõm theo. Hoặc là trong những trường hợp mà phù hoàng điểm là mất phù hoàng điểm thế này thì nó làm thẳng, đáng nhẽ chỗ này nó phải lõm xuống đúng không ạ? Hoặc phù hoàng điểm và lan. Thế còn trong một số trường hợp như là mình sẽ thấy phần hoàng điểm mà nó không cân xứng, tức là nó bị phù một phần ấy ạ. Hoặc là phù gây mất lõm trung tâm này, hoặc là mình sẽ thấy có tân mạch ở dưới võng mạc, nó đẩy cả lớp biểu mô sắc tố lên, hoặc là nếp võng mạc do co kéo, thì cái này là những cái màng trước võng mạc ấy làm cho cái võng mạc nó bị nhăn nhúm lại, hoặc là mình co kéo của dịch kính võng mạc ở ngay trước thành cái sợi thì là co kéo nữa và bắt đầu xuất hiện lỗ. Những cái này là mình sẽ thấy đây là hình ảnh của bong dịch kính sau. Những cái hình ảnh này thì các anh chị cũng không cần phải quá chú trọng, tại vì là những cái bài chi tiết thì các anh các chị sẽ được học kỹ hơn. Ở đây là màng trước võng mạc thì mình sẽ thấy một cái màng tăng phản xạ ngay phía trước của võng mạc, làm cho võng mạc nó bị nhăn này. Đây là sơ ở dưới võng mạc, ngay từ phía dưới của lớp biểu mô sắc tố mình sẽ thấy sơ dày lên. Bình thường nó mảnh nó dài như thế này thôi. Đây là co kéo dịch kính võng mạc, nó bắt đầu xuất hiện lỗ rồi. Ngoài ra thì mình cũng có thể thấy một số cái biến đổi võng mạc khác, như là biến đổi võng mạc do co kéo dịch kính võng mạc này. Lõm hoàng điểm rộng, tức là chỗ này nó toàn bộ võng mạc, chỗ này nó bị teo mỏng, nó làm cho cái lõm hoàng điểm nó rộng ra. Hoặc là lỗ lớp, mình có thể là lỗ lớp, lỗ võng mạc có nắp như thế này, từng cái. Hoặc là đây là cái lỗ do phù hoàng điểm dạng nang, với những cái nang là quanh lỗ như thế này. Hoặc là có màng trước võng mạc, thì đây là những cái sơ đồ để cho mình hình dung ra cái vị trí nó bị tổn thương đấy ạ. Đây là co kéo này, đây là lỗ hoàng điểm này, đây là lỗ có nắp. Những cái hình ảnh lỗ hoàng điểm thôi. Cái hình này cho thấy mình, nếu mà trên lâm sàng mình sẽ không phân biệt đây là lỗ hay là lỗ lớp, nhưng đây là hình ảnh giả lỗ, tại vì phía dưới này hoàn toàn không có tổn thương dưới. Hoặc là bong biểu mô sắc tố mình cũng có thể thấy, đây là bong biểu mô sắc tố, mình sẽ thấy cả lớp biểu mô sắc tố bong lên. Trong khi ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là biểu mô sắc tố vẫn còn nguyên này, chỉ có bong lớp ISOS bị bong lên thôi, tức là lớp biểu mô thần kinh nó bị bong lên thôi. Ở đây thì phối hợp cả bong biểu mô sắc tố lẫn là bong biểu mô thần kinh. Những cái drusen ở dưới biểu mô sắc tố nó đặc ở dưới này, tức là ở dưới này nó không phải là dịch, đúng không ạ? Vẫn thấy có hơi lờ mờ ở dưới này. Hoặc là những cái biểu bong biểu mô sắc tố thực sự này, với những cái này là những cái trường hợp nó có biểu hiện của tân mạch. Vậy thì sự phân biệt giữa bong biểu mô sắc tố và bong biểu mô thần kinh thì chúng ta làm sao phân biệt được? Bong biểu mô sắc tố thì chúng ta thấy là lớp biểu mô sắc tố bị bong lên là chắc chắn rồi, nếu mà mình phân biệt được rõ. Nhưng mà bong biểu mô sắc tố thì thường cái góc giữa phần chúng ta sẽ thấy là góc giữa cái phần biểu mô sắc tố bong lên thì thường nó là góc lớn hơn 45 độ. Còn với những trường hợp mà bong biểu mô mà thần kinh ấy, thì cái góc này nó thường là hẹp hơn rất là nhiều, nó nông hơn rất là nhiều. Đây là những trường hợp mà chúng ta sẽ thấy là có tân mạch ở dưới biểu mô sắc tố. Đây là cái dạng tân mạch ẩn, đúng không ạ? Nếu mà tân mạch là visible ấy, thì tức có nghĩa là nó phá vỡ cái lớp biểu mô sắc tố để nó lên trên rồi, thì lúc đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy là đấy là tân mạch hiện. Đây là drusen, những cái này nó rất là nhỏ thôi, nó không thể đẩy đồi hẳn lên được. Có một dạng nữa là rách lớp võng mạc này, là rách lớp của biểu mô sắc tố này, đứt đoạn như thế này,
rồi phù hoặc điểm dạng nang, những cái nang nhỏ như này. Sau đấy thì dạng nang nó tích lại với nhau. À, rồi có thể mình sẽ thấy những cái biểu hiện tách lớp của cận thị này. Thì là nang mà trong võng mạc, những cái phù hoàng điểm, rồi co kéo của dịch kính ở phía trước. Đây là tân mạch. Thì cái này thì các anh chị sẽ được xem trong những cái bài chi tiết về sau về phần tổn thương bệnh học trong phần võng mạc. Ngoài ra thì người ta cũng có thể đánh giá cái độ dày của vùng hoàng điểm để xem là võng mạc nó bị phù nhiều hay là ít. Thì nó cũng được biểu diễn dưới dạng mã màu. Nếu mà màu xanh thì có 95% ở trong cái bình thường. Màu vàng hoặc là màu nhạt như này thì thường là màu cam ấy, thì thường là 5%. Còn màu đỏ hoặc là màu hồng như này thì có nghĩa là chỉ có 1% là bình thường thôi. Đấy là các ứng dụng của OCT trong cái bệnh phần đáy mắt. Thế còn phần OCT trong trong bệnh glaucoma thì người ta cũng được ứng dụng rất là nhiều. Người ta có thể sử dụng OCT để đánh giá ở vùng hoàng điểm, đánh giá vùng gai thị, hoặc là đánh giá ở vùng góc đề phòng để đánh giá trong bệnh glaucoma. Thế đây là cái hình ảnh mà mình chụp trong trường hợp mà đánh giá ở vùng gai thị thì thường là người ta sẽ sử dụng cái đường quét vòng ấy. Như ban nãy thì tôi đã nói có đường quét thẳng, đường quét vòng và đường nan hoa ấy. Thì đây là cái đường quét vòng để người ta đánh giá ở cái vùng quanh cách trung tâm gai thị còn độ 3,04 mm để người ta đánh cắt ở đây. Và người ta từ cái đường cắt này người ta sẽ tạo thành một cái đường lớp độ dày của võng mạc ở đây. Và cái này thì các chị cũng sẽ được học chi tiết, chắc là tiến sĩ Tấn sẽ dạy cái bài này thì sẽ rất là hay, nên là các anh các chị có thể tham gia để chú ý nghe. Còn từ đây thì đây là toàn bộ độ dày của võng mạc của cả hai bên. Thế còn sau đấy thì vì là cái lớp tổn thương nhiều nhất của trong bệnh glaucoma đấy là lớp sợi thần kinh, đúng không ạ? Thì người ta sẽ cắt riêng cái lớp sợi thần kinh, độ dày của lớp sợi thần kinh để biểu diễn dưới dạng biểu đồ. Cái lớp sợi thần kinh thì nó dày nhất ở phía trên và phía dưới, đúng không ạ? Thì nó đây là hai cái đỉnh như này, và ở đây là thái dương này, xong rồi đến trên này xuống dưới, trên xong đến mũi, xong rồi xuống dưới, xong rồi tiếp và đến quay trở lại phía thái dương là mỏng nhất. Rồi độ dày người ta cũng, đây là đường cắt theo hướng nan hoa thì người ta sẽ so sánh xem độ dày ở từng góc phần tư một hoặc là từng theo từng múi giờ để đánh giá được cái độ dày của từng cái vị trí một, xem được chỗ nào nó bị tổn thương. Còn đây là cái hình ảnh mà mình sẽ hình thấy để chụp cái độ dày của võng mạc ở vùng trung tâm, vùng hoàng điểm. Người ta thấy rằng là cái tổn thương tế bào hạch thì là xuất hiện sớm nhất, mà cái tế bào hạch tập trung rất là nhiều ở vùng hoàng điểm. Chính vì thế nên người ta sẽ đánh giá cái độ dày của vùng hoàng điểm trước để người ta xác định xem là cái độ dày của vùng hoàng điểm bị tổn thương nhiều hay ít, tức là bị mỏng đi nhiều hay ít, để có thể xác định được là glaucoma ở trong giai đoạn sớm. Thì nó cũng có những cái bản ghi về độ dày giác mạc trung tâm theo từng ô như này và quét cái OCT ở vùng hoàng điểm. So sánh thường là nó sẽ, cái khu vực này nó sẽ tổn thương theo nửa trên hay nửa dưới nhiều hơn, nên người ta sẽ tiến hành so sánh giữa nửa trên và nửa dưới. Đấy là của vùng, đấy là cái tổn thương của mà vùng hoàng điểm. Thế còn tiếp đấy là cái tổn thương là cái độ dày, xin lỗi, thế này thì đến cái các tổn thương mà vì là nó tổn thương trong bệnh glaucoma thì hay xảy ra ở đầu thị thần kinh nhiều, nên người ta sẽ tiến hành đo đạc cái tổn thương ở cái vị trí ở đầu thị thần kinh. Thì ở vị trí ở đầu thị thần kinh thì chúng ta sẽ xác định xem là cái lõm đĩa này nó có rộng hay không. Thứ hai lại là cái lớp sợi thần kinh còn lại, cái viền này nó còn nhiều hay ít, để người ta đánh giá theo từng cái khu vực một. Thế thì để xác định xem, tại vì cái máy cái lúc mình chụp lên ý, thì nó không biết được đâu là nó bắt đầu đo từ đâu, nó không tự dưng mà đo được. Thế thì máy nó sẽ xác định bằng cách rằng là nó sẽ lấy tận hết của lớp biểu mô sắc tố, tận hết của lớp biểu mô sắc tố ở đây, và sau đấy thì người ta sẽ cộng lên 150 micron. Với cái máy thế hệ cũ thì người ta sẽ cộng là 150 micron, tức là người ta coi rằng như là cái độ dày của cái
của võng mạc cho đến cái lớp sợi thần kinh ấy là 150 micron, là cái đoạn này từ lớp biểu mô sắc tố lên đến phía dưới của lớp lớp sợi thần kinh là 150 micron. Còn những cái máy mới thì người ta sẽ cộng là vì người ta sử dụng cái màng Bruch nên là người ta sẽ sử dụng là cộng là 200 micron. Anh các chị về sau sẽ có một bài giảng chi tiết hơn nên là tôi nói trước để các anh các chị hình dung ra một chút thôi. Thế có nghĩa là người ta sẽ xác định cái lõm gai bằng cách là tận hết của lớp biểu mô sắc tố, đấy là bắt đầu là lõm gai. Sau đó sau đó thì tính lên 150 micron, đây là bắt đầu là bờ của lõm đĩa, từ dưới của cái vạch đỏ xuống dưới đáy, tức là lõm. Bắt đầu tất cả từ đo chiều ngang cũng ở đây và đo chiều dọc cũng ở đây, lõm bắt đầu từ đây. Từ phía vạch đỏ đi lên đến cái lớp lớp sợi thần kinh này thì bắt đầu người ta đo độ dày của nó và đo được ở cái khoảng này. Đây là cái mặt phẳng tham chiếu, để mà cái mặt phẳng này, đây người ta vạch đỏ này được gọi là cái mặt phẳng tham chiếu, và từ dưới đây được gọi là lõm. Tại vì nếu mà máy chụp mà mình không xác định được vị trí nào, nó có thể lấy từ đây xuống đây cũng là lõm, tức là từ phía trên này này xuống đây cũng là lõm. Thế thành ra là các máy nó cũng quy định là riêng là tính từ đâu là lõm, còn từ đấy phía trên lên phía trên thì được gọi là gai thị bình thường. Bài này chắc là tiến sĩ Hà sẽ dạy các anh các chị cũng rất là chi tiết. Đo độ dày của lớp sợi thần kinh, lớp biểu mô sắc tố tới bề mặt cái tức là cái mà khi mà ban nãy thì chúng tôi có một cái đây, cái đoạn này là cái phần này gọi là độ dày của võng mạc. Còn trong trường hợp mà đo độ dày của lớp biểu mô sợi, cái độ dày của lớp sợi thần kinh ấy, độ dày của lớp sợi thần kinh thì người ta sẽ tính từ lớp biểu mô sắc tố đi lên đến lớp sợi đến bề mặt của họ. Cái này tức là người ta sẽ tính một cái đường tròn, cái vị trí mà người ta đo của cái để tạo thành cái độ dày của lớp sợi này, người ta sẽ tính là từ trung tâm đến cách cái lõm gai khoảng 3,46 mm. Cái này thì cũng là rất là có những cái sai số từ cái đường này thì các anh các chị sẽ thấy, nếu trong trường hợp mà gai thị nó nhỏ thì cái đường này, cái vòng tròn này nó sẽ cách ra đến phần võng mạc nhiều hơn. Nhưng nếu mà gai thị nó lớn, trong trường hợp bệnh nhân cận thị nặng ấy, thì cái độ dày của cái phần gai này nó vẫn, chỗ này nó vẫn là cái đường lõm gai ấy, thì cái độ dày này nó còn bị ảnh hưởng rất là nhiều so với kích thước của gai thị. Nhưng tuy nhiên là người ta quy định chung nó là cái đường cách tâm khoảng 3,14 để chung, quy định chung cho những cái để xác định cái độ dày của võng mạc, độ dày của lớp sợi thần kinh. Và chính vì thế thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là với những trường hợp mà cận thị quá nhiều ấy, thì cái lõm nó bị quá rộng ra đây, cái viền, cái giới hạn nó quá rộng ra đây, nên người ta cũng loại bỏ cái trường hợp đấy. Những trường hợp mà cận thị nặng thì người ta sẽ không thể có trong cái tham số để tương ứng để đối chiếu. Người ta cũng chia theo từng cái trung bình, từng cái múi giờ như này để so sánh, để biết là trong trường hợp bệnh nhân bị glaucoma thì cái múi giờ phía dưới này này, nhất là cái khoảng 7 giờ thì thường hay bị tổn thương hơn, múi trên và phía dưới này thì hay bị tổn thương hơn là hai cái nhóm ở phía thái dương và phía mũi. Khi mà mình nhìn thấy trên cái bản ghi của chụp đầu thị thần kinh ấy, mình thấy là hai cái khu vực phía dưới hoặc phía trên này nó bị đỏ, mình cần phải chú ý rất nhiều đến là liệu có bị glaucoma hay không. Hoặc là mình có thể so sánh cái phân tích độ dày của lớp sợi thần kinh theo thời gian, tùy theo từng máy. Ở đây thì có một số cái nguyên nhân mà dẫn đến sai số. Sai số ví dụ như là đầu tiên là phải tính đến cái cường độ tín hiệu. Thì thực ra thì cường độ tín hiệu của mỗi máy, khi mà các anh các chị mua máy thì sẽ có một cái quyển hướng dẫn. Thế thì các anh các chị phải chú ý cái quyển đấy, bởi vì là mỗi một loại máy thì cái cường độ tín hiệu mà chấp nhận được nó lại khác nhau. Ví dụ như là máy Cyrus thì nó là 6.0, mà ở đây thì toàn đa phần là sử dụng cái tín hiệu là 6.0 trở lên. Tuy nhiên là ví dụ như máy Spectralis thì nó lại là 15, hoặc là máy Avati thì nó là 30, thì tùy từng cái máy mà nó có quy định cái cường độ tín hiệu chấp nhận được khác nhau, chứ không phải là máy nào cũng là 6.0 là tiêu chuẩn. Có một số nguyên nhân dẫn đến sai số khác như là đầu bệnh nhân không cố định.
khi mà mình nhìn trên màn cái ảnh chụp chung này này, bao giờ cũng có cái ảnh đen trắng và cái đầu tiên cái khu vực mình định chụp ấy, mình sẽ thấy nhìn các mạch máu này, nếu mà nó bị gấp khúc như này một cách đều đặn, một cái thì không nói làm gì, một cái thì có thể nó là có vấn đề về bệnh lý, nhưng nếu mà cả một dãy như này nó bị gấp khúc, có nghĩa là có thể là đầu bệnh nhân không cố định, nó tạo thành cái đường vấp như này, đấy là cái sai số. Hoặc là bệnh nhân chớp mắt như ban nãy thì tôi đã giải thích cái đoạn này, khi mà máy chạy từ ngang sang đến đây là nó không có tín hiệu, nó để chấm, sau đấy nó lại có tín hiệu, thì nó đây là biểu hiện của bệnh nhân chớp mắt. Hoặc là tư thế đầu cũng làm cho cái hình ảnh nó cũng bị thay đổi rất là nhiều. Trong trường hợp ví dụ đây là hình ảnh đầu thẳng, đầu nghiêng, còn đây trong trong trường hợp đầu nghiêng thì sẽ thấy là hình ảnh cái lõm nó khác hẳn. Hoặc là những cái nguyên nhân, những cái bóng cản chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây thì sẽ có những cái bóng cản làm cho cái trên võng mạc nó sẽ có cái bị chấm, bị chấm chấm thông tin. Hoặc là ở đây mình sẽ thấy là cái đường vòng cắt ở đây đúng không ạ, thì nó sẽ cắt qua các mạch máu, và những cái vị trí mà cắt qua mạch máu ấy thì nó sẽ cản ánh sáng đi xuống, mình sẽ thấy những cái hình ảnh chấm 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 tín hiệu như thế này, và đấy là do cái mạch máu đi vào. Hoặc là những ví dụ có cái màng trước ở phía trước này này sẽ làm cho tín hiệu phía dưới nó bị giảm tín hiệu đi. Đấy là những cái mà chụp ở phần sau, còn chúng ta cũng có thể sử dụng những cái máy chụp phần trước nhãn cầu. Có một số trường hợp thì máy nó có thể kết hợp cả phần trước nhãn cầu lẫn phần sau nhãn cầu, nhưng mà bằng cách là người ta sẽ thay đổi cái đầu 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 kính này để có thể chụp ở phần trước hay phần sau. Nhưng mà có một số máy thì lại chụp riêng là phần trước riêng, phần sau riêng. Cái máy chụp phần trước thì người ta sẽ đánh giá được cái vùng góc tiền phòng, sẽ có thể nhìn thấy được cái ống slam hay không, đánh giá xem độ mở của góc tiền phòng như nào. Thì bài một lúc nữa bài thì tôi sẽ nói thêm, nên đây là bài bài tổng quan thôi. Ví dụ như đây là trường hợp góc đóng, hoặc là những trường hợp mình sẽ nhìn thấy lỗ cắt mống mắt chu biên như thế này, hoặc là nhìn thấy cái ống dẫn lưu. Chúng ta cũng có thể phát hiện được những cái u thể mi như thế này, nếu mà trong trường hợp là mình có cái thêm cả những cái phương tiện chẩn đoán khác nữa, hoặc là mình có thể đánh giá được cái độ dày của giác mạc trong trường hợp mình đo xem là giác mạc có quá mỏng hay là giác mạc hình chóp, hoặc là mình có thể xác định được là cái lớp cắt laser trước đây hoặc là giác mạc hình chóp. Người ta cũng có thể sử dụng cái OCT ứng dụng trong phẫu thuật để xem là cái đường đi của cái phẫu thuật của mình đó, ví dụ lớp cắt của mình là đâu, hoặc là trong trường hợp mà tiến hành phẫu thuật mà femto cataract ấy ạ, thì các anh các chị sẽ nhìn thấy từng lớp, từng vị trí cắt được nó ở chỗ nào, vị trí tán nhuyễn ở chỗ nào. Ngoài ra gần đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái ứng dụng mới, đấy là cái chụp, chắc các anh các chị hay nhìn thấy, hay được nghe đến, đấy là OCT angiography. Cái này thì nó là một cái phương tiện chẩn đoán về hệ thống mạch máu mà không có không 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 có tiêm thuốc cản quang, nó gần như là không 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 có cái can thiệp nhiều, tức là không bị can thiệp nhiều. Đây là cái bài về chụp angiography, thì các OCT angiography hay là OCTA ấy, thì các anh các chị cũng sẽ được tiến sĩ Tùng giảng cũng cũng rất là hay. Thì bản thân của nó thì cái chụp OCT này thì người ta sẽ ghi nhận, tức là với cái chụp này thì người ta sẽ ghi nhận từng cái biến đổi của từng cái hồng cầu, người ta chụp ở một chỗ, một một vị trí, và vì là cái hồng cầu nó di chuyển thì có từng cái pha, tức là chỗ này có này, xong đến một giây sau thì lại không có, xong một giây sau lại có, chẳng hạn đến một giây còn nhiều hơn là ngắn hơn một giây cơ, nhưng mà với cái cường độ như thế thì người ta sẽ thấy được là có cái dòng chảy đi qua, và chụp ở một loạt cái bản ghi liên tiếp như này thì người ta sẽ vẽ được đường đi của cái mạch máu với nhiều tại một vị trí, cũng chụp nhiều lần thì người ta sẽ biết được là cái tốc độ dòng chảy đấy là nhanh hay chậm, nhiều hay ít. Còn nếu mà chụp các bản liên liên tục như này, người ta sẽ ghi được là cái mạch máu đấy nó đường đi của nó như thế nào. Đấy là cái nguyên lý để chụp cái OCTA. Thì mình có thể chụp được cái OC à cái hệ thống mạch máu ở vùng gai thị cũng như là ở vùng hoàng điểm. Và mình có thể chụp được theo từng lớp tại từng cái vị trí một, từ phía trước này, phía trong võng mạc, phía ở võng mạc là sâu, rồi là phía sau của võng mạc.
là những cái khoảng mà mình có thể chụp được ở từng cái, mình muốn đánh giá ở khu vực nào thì mình sẽ chụp ở khu vực đó. Tuy nhiên là cái chụp OCTA thì nó có một đặc điểm rằng là nó sẽ dựa vào đánh giá xem là sự di chuyển của hồng cầu. Chính vì thế nên là nếu ở khu vực nào dù có xuất huyết hay là có bất cứ cái gì đi chăng nữa, nhưng nếu mà cái hồng cầu ở đó nó ứ đọng, tức là nó không có sự di chuyển, thì người ta cũng không phát hiện được. Có nghĩa là OCTA mà sử dụng trong trường hợp mà chụp những cái polyp của mạch ấy, thì nó vì nó ứ đọng mà nó không 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 di chuyển nhiều thì lại không phát hiện ra được. À, đấy là những cái trường hợp, những cái bài này thì các anh các chị sẽ được học kỹ hơn với thầy Tùng. À, còn một cái kỹ thuật nữa mà chúng tôi cũng phải nhắc đến để các anh các chị được biết một cách tổng quan về các loại OCT, đấy là các anh các chị sẽ thấy rằng là có cái loại OCT mà tăng cường chiều sâu, là OCT tăng cường chiều sâu hay là EDI ạ, thì cái đấy thì là bình thường OCT thì các anh các chị sẽ chụp đến cái lớp biểu mô sắc tố thì sẽ là sẽ tương đối là nhìn rõ, còn phía sau thì chụp rất là Cái khó này trừ cái thì máy hôm xuyên nay khớp. Có nghe được không ạ? Trừ cái máy swep shop thì các anh các chị có thể chụp sâu được, tại vì nó sử dụng cái bước sóng là 1310 nanomet thì các anh các chị có thể chụp được sâu thôi. Còn các máy OCT thường thì thường là không chụp được đến đến sâu như thế. Vậy thì muốn để xác định được là cái phần sâu, lớp sâu như thế thì người ta sẽ phải có thêm một cái phần mềm để phân tích cái độ cái lớp sâu đó. Thế thì cái máy tăng cường chiều sâu thì người ta sẽ dựa trên cái nguyên lý là khi một cái muốn chụp một cái gì đấy thì người ta sẽ phải chọn một cái, cũng giống như máy ảnh ấy ạ, khi muốn chụp cái gì đấy người ta sẽ phải tìm một cái mặt phẳng mà được hình ảnh nét nhất, thì người ta gọi đấy là cái mặt phẳng zero delay. Cái mặt phẳng đấy là cái tại vị trí đấy thì cái độ phân giải là tốt nhất. Vậy thì bây giờ người ta sẽ tìm cách làm thế nào để đẩy lùi cái mặt phẳng này, mặt phẳng tham chiếu này để nó lùi ra phía sau thì có thể chụp được cái nhiều hơn, đúng không ạ? Thì người ta có thể là có mấy cách, tức là người ta sẽ đẩy lùi cái máy, cái phần mềm EDI này này, thì nó sẽ đẩy máy dịch gần hơn, gần gần hơn với mắt để giúp cho cái mặt phẳng tham chiếu nó lùi ra phía sau. Thế thì có hai cái máy thì có thể tích hợp được cái phần mềm này, đấy là cái máy Heidenberg và cái máy Cyrus, thì là có thể để tích hợp được cái phần mềm EDI này. Thế thì trong cái phần mềm này thì người ta sẽ có thể chụp được thành những cái lớp tia thẳng như này. Và tùy theo cái đường mình định đo ở đâu thì mình sẽ cắt cái đường đánh số 1, 2, 3 vào đấy. Hoặc là người ta sẽ chụp bằng cắt 21 tia như này để đánh giá được. Và nhờ cái được cái phần mềm này thì mình có thể chụp được đến phần hắc mạc với cái máy OCT thường, chứ không phải swep shot nhé. Với OCT thường chúng ta cũng vẫn có thể chụp được đến phần hắc mạc, hoặc là chúng ta có thể nhìn được đến tận đáy của cái phần phần lõm gai này này, phần đáy này, tức là nhìn được đến lớp lá sàng. Bình thường thì chụp thì chúng ta chỉ nhìn đến lớp nông thôi mà không nhìn được, tức là đo đạc thì chủ yếu là đo phía trên thôi, chứ chúng ta không nhìn được cái phần của lá sàng. Nhưng với cái hệ thống kết hợp với cả EDI này, chúng ta có thể đo đạc được cái phần đáy của cái lõm gai này. Có nghĩa là mình cũng có thể nhìn được xem là liệu là cái lá sàng này nó có bị đứt gãy hay không, nó có lỗ của lá sàng hay không, nó có bị khuyết lá sàng hay không trong trường hợp bẩm sinh hay không ấy ạ. Đấy, để mà hoặc là độ dày của hắc mạc như thế nào, liệu có u hắc mạc hay không, thì với cái sự trợ giúp của cái phần mềm EDI chúng ta có thể đánh giá được phần như thế. À, đây là cái phần mà mình cũng sẽ nhìn thấy là cái độ dày của hắc mạc ở đây, ví dụ là chỗ này nó dày hơn chẳng hạn, chỗ này thì nó mỏng, nó phù, chỗ này nó phù hơn. Thì tùy theo cái từng máy mà chúng ta sẽ đo được cái độ dày của hắc mạc. À, đây là một cái nghiên cứu thôi, thì độ dày của hắc mạc thường nó khoảng độ 200 250 micron, đấy là mình ám là như thế. Và trong những trường hợp mà nó dày hơn thì mình thấy là nó có biểu hiện của phù hắc mạc. À, ví dụ như cái này là cái biểu hiện của một cái u của hắc mạc ở đây, nhưng mà mình chụp ở về lớp sâu như thế này, có nứt gãy của màng Bruch, hoặc là đo được độ sâu của cái lõm, đây là lớp lá sàng chẳng hạn. Mình có thể thấy là trong trường hợp glaucoma thì cái lõm này nó bị sâu xuống để mình phân biệt được là những cái tổn thương của lá sàng hay không.
Hoặc thậm chí là mình sẽ thấy là những cái lỗ hở của lá sàn ở đây, cái khe hở trong những trường hợp mà nó bị đứt ấy ạ, mình sẽ thấy là những cái khe hở ở đây. Nếu mà khe hở ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là trên cái OCT thường ấy, hình ảnh OCT thường, cái độ dày của lớp sợi tự dưng chỗ này nó bị lõm xuống. Lõm xuống mình tưởng đây là nó là sai số, nếu mà bình thường mình không để ý mình nghĩ đây là nó sẽ sai số, nhưng thực ra chỗ này nó là một cái lỗ, lỗ của lá sàn nó làm khuyết hẳn thì nó lớp sợi thần kinh ở vị trí này. Hoặc là thậm chí mình có thể đo được từng cái lớp, cái vùng thoái hóa của lớp biểu ở vùng cạnh gai ạ, từng cái lớp ở đây mình có thể sử dụng cái OCT mà EDI để đánh giá. Ngoài ra thì cái máy OCT thì không những là cái máy OCT cố định, mà bây giờ người ta cũng có thể có những cái loại máy OCT mà có thể cầm tay được để chụp cho trẻ nhỏ. Với những trường hợp là với những cái hệ data, những cái số liệu ấy nó có thể tích hợp cho trẻ ngờ nhỏ được. Nhưng mà hiện ở Việt Nam thì tôi cũng chưa chưa được nhìn thấy bao giờ. Thì đấy là cái bài tổng quan liên quan đến phần OCT.